Diễn viên phim Người Phán Xử qua đời vì ung thư. Mới đây, nhạc sĩ Phạm Trình, giám đốc nhà hát Cải Lương Hà Nội xác nhận nghệ sĩ Trọng Nguyên chút hơi thở cuối cùng vào 11 giờ 50 ngày 28 tháng 2, hưởng dương 58 tuổi. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng xót xa. Trên các trang mạng xã hội, netizen đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Nghệ sĩ Trọng Nguyên được phát hiện mắc ung thư phổi tế bào nhỏ hồi tháng 9 năm 2021. Đến mùng 7 tháng 2 năm 2022, khi bệnh tình chuyển biến xấu, gia đình đã đưa ông vào bệnh viện chữa trị nhưng bị trả về. Ở giai đoạn cuối, Trọng Nguyên vì không muốn vợ con lo lắng nên đã nói rằng bệnh tình đang trong giai đoạn đầu, có thể chữa khỏi. Những ngày cuối đời, nam nghệ sĩ nằm một chỗ, duy trì bằng việc truyền dịch và không thể ăn uống. Nghệ sĩ Trọng Nguyên sinh năm 64, là diễn viên của một đoàn cải lương Hà Nội. Ông góp mặt trong một vài vai diễn truyền hình, gây ấn tượng khi đóng Chí Mắt Ma trong phim Người Phán Xử.